Vài tiếng trước khi qua đời Đức Tiến, làm việc một đặc biệt cho con gái, này nhóc tỷ đau đáu tìm bố cả đêm. Bạn thân cho biết Đức Tiến đã dành hàng giờ để trò chuyện cùng con gái trước khi rời khỏi nhà sang bạn chơi rồi đột ngột qua đời. Sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Tiến để lại nỗi đau, sự mất mát lớn trong lòng gia đình, đồng nghiệp. Nam diễn viên trải qua 10 năm khó khăn để tìm con đầu lòng, bé Mèo nay mới 4 tuổi đã chịu cảnh mồ côi bố. Những ngày qua, Bình Phương, vợ Đức Tiến vô cùng sốc, bật khóc nhiều mỗi khi nhắc đến chồng. Mới đây, bạn thân của nam diễn viên có tiết lộ gây xót xa liên quan đến cuộc sống hiện tại của Bình Phương và con gái. Theo đó, bạn thân cho biết Bình Phương bối rối khi con gái liên tục hỏi về sự vắng mặt của bố. Trước đây, Đức Tiến nhiều lần đi lưu diễn xa nhà, về Việt Nam thăm gia đình nhưng bé Mèo chưa từng thắc mắc nhiều như những ngày qua bình phương đã chỉ vào cây thánh giá trên sợi dây chuyền của đức tiến mang lúc sinh thời và nói ba ở đây ba đã được chúa gọi về trời sau đó bé mèo đã xin đeo lên cổ vật bất ly thân này của đức tiến theo lời bạn thân chia sẻ trong ngày định mệnh trước khi đức tiến sang nhà bạn đã dành nhiều tiếng để chơi cùng con gái anh đã vẽ một bức tranh bố bồng con ngoài sân rồi mới rời đi những ngày qua bé mèo chạy khắp nhà tìm bố thường ra sân để đứng cạnh bức vẽ cuối cùng của đức tiến Cách đây ít ngày, vợ Đức Tiến thông báo lễ nhập quan và phát tang của chồng sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 29 tháng 5. Sau đó nghệ sĩ, người thân có thể đến viếng. Linh cữu nghệ sĩ Đức Tiến sẽ được an táng vào 11 giờ ngày 30 tháng 5 tại một nghĩa trang ở California, Mỹ. Cô không giấu được đau buồn bày tỏ, món quà lớn nhất trong cuộc sống là tình yêu và rất nhiều người trong chúng ta là người nhận món quà này từ anh ấy. Tôi đã ở bên anh ấy được một tháng hai cuộc đời và anh ấy là người tử tế nhất trên thế giới không thể diễn tả được tất cả sẽ nhớ anh ấy đến mức nào anh ấy thắp sáng mỗi căn phòng với nụ cười rạng dơ ấm áp và luôn biết cách làm cho người khác cười chúng tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã có thể dành thời gian với anh ấy trong những giờ phút cuối cùng Chi di phương trinh chia sẻ về tình hình của bình phương hiện tại trong lúc này bình phương không còn tâm trạng nào để ý tới những vấn đề xung quanh tôi rất xót xa cho bình phương tôi chỉ mong trước khi mọi người đăng một cái gì lên hãy suy nghĩ cho kỹ đừng chia sẻ những tin tức không chính xác sẽ làm ảnh hưởng giấy nhiều tới tinh thần bình phương Bình Phương giờ còn phải chăm sóc cho con gái nữa. Bé Mèo, con gái Đức Tiến còn nhỏ, chưa biết gì hết. Mỗi lần tôi gọi điện cho Bình Phương đều thấy con gái đang hét lên tại sao mẹ khóc. Bình Phương thì vừa nói chuyện vừa khóc. Tôi nghe mà sốt kinh khủng. Bình Phương rất thương chồng nên mong muốn những gì tốt nhất cho chồng. Mọi nguyện vọng của Đức Tiến hồi còn sống, Bình Phương đều làm theo y chang. Lúc sinh thời, Đức Tiến là người đàn ông của gia đình, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đưa con gái nhỏ đi chơi cùng vợ đi sự kiện cặp đôi mất 10 năm, trải qua hai lần thực hiện IVF, thụ tinh ống nghiệm mới có con đầu lòng. Nhóc tỷ hiện chỉ mới hơn 4 tuổi, có tên thân mật là bé mèo. Trang cá nhân của vợ Đức Tiến cũng toàn những khung ảnh ngập tràn nụ cười hạnh phúc của cả gia đình khi được bên nhau. Một trong những lý do khiến nam diễn viên phải liên tục đi về giữa Mỹ và Việt Nam, mặc dù rất muốn phát triển sự nghiệp tại quê hương là vì không thể bỏ vợ và con gái sống một mình ông xã bình phương từng thổ lộ chỉ mong muốn có cuộc sống bình dị không đòi hỏi cao về vật chất chủ động giảm bớt công việc để có nhiều thời gian bên con gái ca sĩ thanh thảo khánh hoàng kể cả hai cùng đức tiến tham dự một buổi tiệc vào cuối tuần nam diễn viên mang đến một quả mít to và tự tay xẻ ra từng phần nhỏ để mời bạn bè sau khi dọn dẹp xong thì đức tiến ngã ra sàn bạn bè lay mãi không có phản ứng nên vội vàng gọi xe cấp cứu nhận được tin báo vợ nam diễn viên cũng có mặt tại bệnh viện lúc nửa đêm sau 2 tiếng trong phòng cấp cứu, Đức Tiến qua đời, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến gia đình, bạn bè sốc nặng.